Mới đây, mạng xã hội Twitter bất ngờ dần dần với đoạn clip Lisa nhảy đoạn dance break trong bài hit 1,2 tỷ view của Blackpink, How Like That. Đây được cho là khoảnh khắc xuất hiện trong một buổi tiệc thân mật của ekip The Wild Lotus, một bộ phim đầu tiên mà Lisa tham gia với vai trò diễn viên. Trong đoạn clip không khó để thấy Lisa khiến tất cả những người có mặt trong khán phòng vô cùng phấn khích và liên tục cổ vũ hò reo theo từng động tác vũ đạo của cô nàng. Với đoạn dance break của ca khúc How Like That, Lisa như một lần nữa làm sống lại khoảnh khắc bùng nổ của Blackpink khi trình diễn tại concert. Dù chỉ khoảnh khắc nhảy ngẫu nhiên nhưng cũng đủ để các fan nức nở về những vũ đạo sexy của main dancer nhóm Blackpink. Bên cạnh đó thì các fan cũng mong Blackpink sớm comeback cùng nhau để các fan sớm được nghe nhạc mới của nhóm. Trước đó, sau khi thả thính cho màn comeback, Lisa đã tung ra video teaser hé lộ lyric Baby I'm a Rockstar. Chỉ sau 3 ngày, clip đã nhanh chóng đạt 30 triệu view trên TikTok. Dù chưa tiết lộ quá nhiều về dự án trở lại, nhưng cộng đồng fan đang rất mong chờ màn tái xuất của em út Blackpink với album solo đầu tiên kể từ khi chính thức rời YG. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!